Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cơ thể bạn nói gì, nơi chúng ta lắng nghe những tư vấn hữu ích đến từ các chuyên gia của chương trình đối với các vấn đề sức khỏe thường gặp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để trao đổi về chủ đề chế độ ăn uống tập luyện cho người bệnh suy giãn tĩnh mạch chân và trĩ. Thưa quý vị, thực phẩm bạn ăn và chế độ sinh hoạt có tác động rất lớn đến các cơ quan trong cơ thể. Hệ thống tĩnh mạch cũng vậy, một chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý sẽ giúp tăng cường độ bền chức năng, có đó cải thiện tình trạng suy giãn tĩnh mạch chân và bệnh trĩ. Tuy nhiên, bệnh trĩ và suy giãn tĩnh mạch chân không phải là các bệnh lý chuyển hóa như bệnh tiểu đường hay bệnh gút, thế nên chế độ ăn uống và tập luyện đối với các bệnh nhân của hai bệnh lý này lại chưa được quan tâm đúng mức. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các chuyên gia của chương trình để lắng nghe về thế nào là một chế độ ăn uống tập luyện hiệu quả cho người bệnh suy giãn tĩnh mạch chân và bệnh trĩ. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời ngày hôm nay. Thưa quý vị, đối với chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Vâng, xin chào bạn Mai Tân. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, và một vị khách mời đặc biệt sẽ mang đến những câu chuyện thực tế thì bản thân mình xin được giới thiệu cô Nguyễn Thị Kim Thoa. Xin chào Vân Anh, xin chào tất cả các vị khán giả. Và trước tiên xin được mời bác sĩ cùng với cô Thoa cũng như quý vị khán giả sẽ theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Dừng chân tại thành phố Mang Tiên Bác, chúng tôi tìm tới nhà của nhân vật tuần này, chú Hồ Văn Hiệp, 52 tuổi, ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ấn tượng của chúng tôi về ông chủ quán phở Việt trong lần đầu gặp gỡ là gương mặt cau có khó chịu với đôi chân cài nhấc, bước thấp bước cao. Nhưng ai nấy đều cảm thông, bởi ai cũng biết chú đang mang trong mình căn bệnh suy giãn tĩnh mạch và biến chứng huyết khối cực kỳ nguy hiểm. Chú tên là Hồ Văn Hiệp, sinh năm 1968. Nhà chú là ở số 3/2A, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chú bị đầu năm 2015. Ban ngày là phụ xe cô bán phở, trưa thì chú đi câu cá. Đứng cả nửa buổi về thì chân của chú nó sưng phù lên. Tối cái ngủ qua đêm cái sáng mơ hết. Gần cuối năm 2019 là tháng 11 thì bắt đầu là nó sưng phù hai chân chú mà nó không xẹp. Lúc trước bắp chuối thì mình lắc lắc gì được. Bây giờ cứng sưng phù này y như là cầu thủ mới đá banh xong à. Chú chạm chỗ nào thì nó đau chỗ đó mà nó có vết tím nó bầm lên. Thêm cái nữa là bắt đầu nó bị chuột rút về đêm. Mà thêm cái nữa là đau cái hai gót chân. Hai gót chân của chú y như là có cái gì mà con vừa dặm một cái đinh. Nó thốn nó đau lắm. Mỗi khi mà chú mà ngủ dậy nó rất là đau. Chú mới lên bệnh viện Hóc Môn chú khám bảo hiểm. Bác sĩ nói là anh bị suy giãn tĩnh mạch hai chân trái phải, nông sâu có hết. Bây giờ là bán một tuần thuốc. Về chú uống thì tuần sau hết thuốc lên khám. Thì chú uống khoảng một tuần lễ. Nó cũng không hết. Đi xuống bệnh viện thì nói là siêu âm nói là chú có huyết khối. Là máu nó bơm, nó bọng, nó bị nghẹt gì đó. Là chú phải mổ siêu âm. Siêu âm tới chỗ nào bị mổ chỗ đó, rạch lấy cái huyết khối ra là hết đau. Rồi mai mốt mình nó có nữa thì làm tiếp. Cứ nói vậy thì như không. Nhân vật thứ hai của chương trình tuần này là cô Nguyễn Thị Bình, 55 tuổi, hiện đang ở phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội. Cũng là nạn nhân của căn bệnh suy giãn tĩnh mạch đáng sợ này. Cô tâm sự rằng căn bệnh này đã đẩy đọa cô đủ đường, từ việc không thể đi bộ nổi tới 5 phút cho tới việc nhẹ nhàng như đứng nấu bữa cơm cho chồng con cũng là một thử thách. Lúc đầu chân chỉ hơi có cái triệu chứng đau nhức, nặng nỏi, khó chịu. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ là do mình đứng lâu hay là mình đi lại nhiều nên nó bị thế. Ngủ qua một đêm thì hết nên tôi cũng chủ quan không có đi thăm khám. Thành ra là triệu chứng của tôi cứ ngày càng một nặng, chân sưng phù lên, nhất là lúc chiều tối, ấn vào thì thấy ngay cái vết lõm, đêm nằm chuột rút đau cứng hết cả cái bắp chuối chân, không những thế chân đau nhức nhiều, tê bì. Đau nhức chân khiến cô không đứng nổi, ăn không ngon, ngủ không yên. Buồn lòng hơn nữa khi chân cô xuất hiện thêm những vết thâm tím chẳng chịt, những tĩnh mạch xanh tím làm cô càng ngày càng tự ti về chính ngoại hình của bản thân mình. Lúc tôi đi khám thì bác sĩ bảo bệnh suy giãn tĩnh mạch của tôi cũng nặng rồi, nguy cơ bị huyết khối tĩnh mạch rất là nguy hiểm. Tôi dùng thuốc đều đặn theo đơn của bác sĩ nhưng mà cũng thấy đỡ nhưng không đỡ nhiều. Chân tôi vẫn còn đau nhức lắm,
đi lại khó khăn, mệt mỏi. À, bác sĩ Vân Anh thân mến, bệnh nhân mà khi mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch thì họ cần phải chú ý điều gì trong chế độ ăn uống của mình ạ? Bên cạnh cái chế độ điều trị thì bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch cũng phải luôn luôn quan tâm đến cái chế độ ăn uống của mình. Thực phẩm nhiều dầu chất xơ thì nó cũng sẽ có cái tác dụng làm cho cái thành mạch của chúng ta nó có cái độ đàn hồi tốt, cái sức bền thành mạch nó tốt hơn. Đối với những cái thực phẩm nhiều chất xơ thì chủ yếu nó sẽ nằm ở trong các cái như là rau củ quả, lúa mì lúa mạch này, rau bông cải xanh. Thứ hai nữa là chúng ta thấy là những cái thực phẩm mà nó cung cấp các vitamin C giúp cho cái quá trình chống oxy hóa, khử các gốc tự do, nên là chính vì vậy nó cũng sẽ làm cho chúng ta có một cái thành mạch tốt này, chống cái tình trạng lão hóa cũng như là tránh cái tình trạng như là xơ vỡ hoặc là tổn thương những các cái thành mạch, trong đó có cái tĩnh mạch. Thực phẩm mà nó giàu vitamin E cũng sẽ giúp cho chúng ta cải thiện cái tình trạng thành mạch. Thực phẩm mà nó có rất giàu flavonoid, có rất nhiều ở hoài hoa này, trà đen này, tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, và chính vì vậy mà nó giúp cho cái thành mạch của chúng ta nó cũng có được một cái độ đàn hồi tốt, tránh những cái tổn thương. Cái flavonoid mà nó có rutin. Rutin cũng là một trong những cái hoạt chất ở trong hoài hoa, có tác dụng tăng cái độ đàn hồi của thành mạch, tăng cái sức bền của thành mạch, ngăn ngừa cái tình trạng các cái mạch nó dễ bị giòn, bị nứt, bị vỡ, và chính vì vậy nó cũng phòng ngừa các biến chứng. Và đặc biệt là trong cái chế độ ăn nữa, chúng ta tránh ăn mặn này, và thứ hai nữa là chúng ta nên hạn chế những cái đồ xào rán, đấy là những cái axit béo no và những cái đạm thịt đỏ mà có nhiều cholesterol, nó cũng sẽ dễ làm cho thành mạch của chúng ta nó bị tổn thương, nó bị xơ vỡ. Vậy thì còn chế độ tập luyện như thế nào được xem là hiệu quả và phù hợp đối với những bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch ạ? Đối với bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch thì khi đi ngủ ấy thì chúng ta nên gác cao chân hơn so với thân mình. Trong cái công việc của chúng ta phải ngồi ở tư thế đúng, tránh những là chèn ép những các cái tĩnh mạch, đặc biệt là cái tĩnh mạch vùng sau đùi, thường xuyên có những cái vận động giúp cho máu nó được lưu thông tốt để tránh cái tình trạng ứ trệ cái tuần hoàn tĩnh mạch ở vùng chân thì dẫn đến tình trạng phù nề. Trong tập luyện thì chúng ta cũng biết là đối với những người mà bị suy giãn tĩnh mạch thì chúng ta cũng phải luôn luôn chú trọng là chúng ta không nên tập một cách rất là mạnh, mà chúng ta nên tập phù hợp với cái sức khỏe của mình. Tạm gác lại tình trạng suy giãn tĩnh mạch, ngay bây giờ rất muốn được bác sĩ tư vấn cụ thể cho những bệnh nhân về chế độ ăn uống cũng như tập luyện đối với những người mắc bệnh trĩ ạ. Trĩ cũng là một cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng. Đối với chế độ ăn uống của bệnh nhân trĩ thì chúng ta thấy là nó cũng sẽ tương tự như là cái chế độ ăn uống của bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch, cái chế độ vận động cũng như vậy. Nhưng tuy nhiên sẽ có những cái bài tập thêm như là những cái bài như là co thắt hậu môn này, những cái bài để làm nâng cái cơ sàn chậu lên, cũng như là có thể là một số những các cái bài tập vùng đan điền, rồi là những cái khí công hoặc là những tập yoga, tất cả những cái vận động nó cũng sẽ giúp cho khí huyết lưu thông tốt ở cái vùng trĩ. Đối với trĩ thì chúng ta cũng nên ăn tăng cường các cái chất xơ này, tránh những cái thức ăn cay nóng, và chúng ta nên uống đủ nước. Vâng, có phần chia sẻ của bác sĩ Vân Anh, chúng ta thấy rằng là một chế độ ăn uống, tập luyện, sinh hoạt phù hợp sẽ có những tác dụng vô cùng tuyệt vời và quan trọng để cải thiện tình trạng bệnh. Tuy nhiên, chắc hẳn là bên cạnh những chế độ ăn uống, tập luyện như vậy thì để có thể điều trị dứt điểm hai bệnh lý này cũng sẽ phải cần đến những phương pháp điều trị đặc hiệu, phải không thưa bác sĩ? Thứ nhất là chúng ta sử dụng các thuốc điều trị Tây y, các cái thuốc làm tăng cường cái trương lực tĩnh mạch này, cái thuốc để mà làm giảm cái tính thấm thành mạch, cái thuốc để chống viêm, cái thuốc để chống những các cái huyết khối. Khi mà sử dụng những các cái thuốc này nó cũng tiềm ẩn rất nhiều những các cái yếu tố nguy cơ và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, hay còn gọi đây là những cái tác dụng không mong muốn. Ví dụ như là khi chúng ta bị đau các búi trĩ này, hoặc là đau chân, chúng ta sử dụng các cái thuốc chống viêm giảm đau ảnh hưởng đến những các cái bệnh lý về đường tiêu hóa như là có thể gây viêm loét dạ dày hoặc là ruột. Cái phương pháp điều trị nữa đó chính là điều trị phẫu thuật can thiệp vào tĩnh mạch. Đây cũng không phải là một cái phương pháp điều trị triệt để và nó không có tác động vào cái nguyên nhân sâu xa, nên chính vì vậy mà sau khi mình can thiệp rồi thì một thời gian sau thì bệnh hoàn toàn có thể tái phát lại. Cái xu hướng hiện nay thì người ta sử dụng thảo dược thiên nhiên rất an toàn, rất là lành tính, và qua các công trình nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng nó có những các cái hoạt chất cũng như nó có tác dụng rất tốt lên trên cái hệ thống mạch máu, cũng đặc biệt là cái hệ thống tĩnh mạch. Chúng ta sử dụng uống nên là khi đưa vào trong cơ thể thì nó sẽ có tác dụng toàn thân, tức là nó không những là nó có tác dụng cải thiện các cái tĩnh mạch ở vùng chân mà nó còn cải thiện các cái tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng, có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị các cái suy giãn tĩnh mạch chân này, rồi là các cái điều trị các trĩ, và đặc biệt nữa là nó có thể phòng ngừa được một số những các cái biến chứng tai biến mạch máu não này, hoặc là thuyên tắc phổi. Vậy bác sĩ có thể giới thiệu rõ hơn về đó là các loại thảo dược gì được không ạ? Thứ nhất là cái hạt rẻ ngựa. Chúng ta biết hạt rẻ ngựa nó có một hoạt chất, đấy là iacin.
Và cái hoạt chất này nó có cái tác dụng là tăng cường cái sức bền của thành mạch, tăng cường cái độ đàn hồi của thành mạch, ngăn ngừa các cái triệu chứng chân phù nề này, bị đau này, và những cái cảm giác nặng nề ở vùng chân. Qua 3 công trình nghiên cứu trên hơn 10.000 người khi sử dụng chiết xuất từ cái hạt rẻ ngựa này thì đã cho thấy rằng khi sử dụng từ 4 đến 6 tuần thì đã thấy giảm được là 84% là bệnh nhân đã có giảm cái triệu chứng là sưng nề ở vùng chân, 91% là giảm được cái tình trạng đau ở cái vùng chân do suy giãn tĩnh mạch, 85% là bệnh nhân đã cảm giác được là nó giảm được cái triệu chứng nặng nề. Và một cái công trình nghiên cứu nữa trên hơn 80 bệnh nhân và bị trĩ khi mà sử dụng chiết xuất iodine từ cái hạt rẻ ngựa này, khi sử dụng trong vòng 2 tuần thì nó cũng đã cho thấy rằng nó cải thiện được các cái tình trạng như là giảm viêm này, giảm đau này, và đặc biệt là nó làm thu nhỏ được kích thước của các cái búi trĩ. Cái thành phần thứ hai đó là rutin. Và chúng ta biết là rutin đây nó chính là một cái thành phần chiết xuất từ cái hoè hoa, có cái tác dụng tăng cường cái sức bền của thành mạch, tăng cường cái độ đàn hồi này. Tiếp theo cái hoạt chất nữa là diosmin và hesperidin, có cái tác dụng làm tăng cường cái độ bền vững của thành mạch và tăng cường cái độ trương lực của thành tĩnh mạch, nên chính vì vậy nó cũng sẽ hỗ trợ trong việc cải thiện những các cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch. Thành phần tiếp theo là lý chua đen, hạt nho và vỏ thông, có tác dụng chống oxy hóa. So với vitamin E thì nó gấp 20 lần, vitamin C nó gấp đến 50 lần, bền vững cái thành mạch, ngăn ngừa cái tình trạng tổn thương của thành mạch và giúp cho thành mạch của chúng ta nó tăng cường cái độ đàn hồi và sức bền thành mạch. Thành phần nữa là cây chổi đậu, bạch quả, tăng cường cái trương lực thành mạch và có tác dụng hoạt huyết, hóa ứ tiêu viêm, ngăn ngừa cái tình trạng huyết khối. Còn bây giờ xin được dành thời lượng cho một tình huống ngay sau đây. Đi thăm cô ông bạn thôi mà làm sao mà nước hoa sực nước khắp nhà thế? Bà làm sao thế? Đang khó chịu đây này. Mấy hôm nay tôi bị suy giãn tĩnh mạch. Trời ơi, chân tay nó như là kiến bò đây này. Khó chịu lắm cơ mà, tê bì nhá. Nặng chịu chân xuống mà còn bị chuột rút nữa cơ. Cái bệnh suy giãn tĩnh mạch này nhá, để nặng lên ấy là nó dễ bị hình thành những cái cục máu đông ở đấy. Mà cái cục máu đông nhá, chạy đến đâu là chết đến đấy. Ôi thật á? Chứ sao nữa, nó chạy lên não nhá là tai biến mạch máu não. Ôi dồi ôi. Nó chạy vào tim là nhồi máu cơ tim. Nguy hiểm thế à? Ôi giời, ăn thua gì. Nó chạy vào phổi nhá là tắc nghẽn động mạch phổi luôn. Thế bây giờ thì phải làm thế nào? Không có đi chơi đi trước gì cả. Tôi đưa bà thẳng đến bệnh viện gặp bác sĩ. Bác sĩ người ta thăm khám cho bà, rồi người ta xem nặng nhẹ ra làm sao, người ta đưa ra cái phác đồ điều trị cho bà, rồi còn chế độ ăn uống nghỉ ngơi làm sao cho nó hợp lý nữa. Bây giờ không đi nữa nhá. Bây giờ là đi khám. Đúng rồi. Vâng, cô Thoa thân mến, cháu được biết rằng cô cũng đã từng mắc bệnh trĩ trong một khoảng thời gian dài. Và không biết lúc đó thì cuộc sống của cô đã thay đổi như thế nào ạ? Cái bệnh trĩ này mình bị cũng rất là lâu rồi, cũng phải đến hơn 20 năm rồi. Đi vệ sinh ấy thì nó khổ vô cùng. Mà cái này thì không thể nào mà tả nổi. Mỗi một lần đi ấy, thì phải đến hơn 30 phút. Mà đi nó cứ cục cục phân rắn, ra máu. Máu nó còn chảy tong tong cơ, mà có khi là còn nó còn tóe cả thành tia ấy. Thì cái lúc ý thì mình thấy nó đau rát vô cùng, cái búi trĩ nó bị xa xuống, nó không co được lên, mình còn phải đẩy lên. Hậu môn nó còn bị dỉ cái chất dịch ra, rất là khó chịu. Đêm về ngủ thì toàn phải là nằm sấp xuống thôi. Ở cái thời điểm đấy mà nói đến bệnh trĩ thì cảm thấy xấu hổ lắm, không dám đi thăm khám ở đâu cả. Hàng ngày thì cứ uống cái lá diếp cá và ngâm hậu môn bằng cái lá trầu không. Thì khi mà để nó lâu quá, nó bị nặng quá rồi, thì mình mới nghĩ là đi bệnh viện. Thì bác sĩ mới bảo là cái này là chị phải thắt cái búi trĩ, nó tự rụng ra. Nhưng mà nó cũng không ăn thua. Cũng may là 4 tháng nay cái bệnh trĩ của tôi tiến triển rất là tốt. Vậy làm thế nào cô có thể vượt qua một cái tình trạng bệnh rất đáng lo ngại như vậy ạ? Cũng nhờ con gái, nó mua cho mẹ cái điện thoại thông minh. Sau đó mình mới mày mò vào cái Google ấy, thì mình thấy là giới thiệu cái giải pháp, trong đấy nó có những cái chất như là cái hạt rẻ ngựa, rồi là hạt nho, rồi vỏ thông, rồi là cả cái lý chua đen nữa. Thì về thì mình cũng dùng, dần dần thì thấy là nó không bị đau rát nữa, hậu môn thì cũng không bị nhấp nháp và ẩm ướt nữa. Bây giờ thì tôi đi vệ sinh không còn bị táo bón nữa, không bị chảy máu nữa. Và cái búi trĩ ngày trước bằng ngón tay, bây giờ nó giảm phải được 70-80% rồi. Tác dụng phụ không có, mà thì thấy khỏe lên.
Và bác sĩ thân mến, trong phần chia sẻ của cô Thoa có nhắc đến cái giải pháp từ thảo dược, bác sĩ có thể nói rõ hơn về tác dụng của loại thảo dược này không ạ? Các cái loại thảo dược này nó sẽ có những các cái nhóm tác dụng. Thứ nhất là nó có tác dụng làm tăng cường cái độ bền vững của thành mạch này, tăng cường cái độ đàn hồi của thành mạch và sức chịu đựng của thành mạch. Thì trong đó nó có rutin này, cái hạt rẻ ngựa này, diosmin và hesperidin. Thế và cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm mà nó có tác dụng chống oxy hóa, khử các gốc tự do để giúp cho vững bền cái thành mạch và cải thiện những cái tình trạng tổn thương. Thì trong đó nó có các thành phần như là lý chua đen này, hạt nho này, vỏ thông này, có tác dụng hoạt huyết, như là bạch quả ở những bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch, tăng cường cái sức bền của thành mạch, tăng cường cái độ đàn hồi và giảm cái tính thấm. Nên là chính vì vậy nó sẽ cải thiện được các cái triệu chứng như là chân bị sưng này, phù nề này, rồi là đau rức, mỏi chân, làm giảm những cái chứng tê bì này, rồi là chuột rút này, và làm mờ đi những cái gân xanh. Đối với bệnh trĩ thì nó cũng sẽ giúp cho cải thiện những các cái tình trạng như là nó làm giảm các cái kích thước của búi trĩ này, cũng như nó giảm cái tình trạng viêm, giảm cái tình trạng tiết dịch, và cũng như là giảm cái tình trạng mà bị xuất huyết. Bào chế dưới dạng công nghệ siêu nano, chính vì vậy mà nó sẽ tăng cường tác dụng của các cái hoạt chất, cũng như là tăng cường độ hấp thu, tăng cường cái tính ổn định, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Khi chúng ta sử dụng lâu dài thì sẽ có tác dụng là để phòng ngừa những cái tiến triển của những cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch chân, cũng như là phòng ngừa những các cái biến chứng của trĩ, trong đó như là những cái tắc mạch, cái huyết khối, hỗ trợ trong việc phòng ngừa những cái tai biến mạch máu não, những cái tình trạng thuyên tắc phổi. Thưa bác sĩ, chồng tôi bị bệnh giãn tĩnh mạch ở chân nhưng mà không đau, mà nổi gân xanh ở chân, thì liệu cái giải pháp này chồng tôi có dùng được không? Chồng của chị đấy thì là đây cũng là một cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch chân, và trong những trường hợp này thì anh nhà hoàn toàn có thể sử dụng các cái thành phần như là hạt rẻ ngựa này, rồi là rutin, hạt nho này, vỏ thông, lý chua đen và một số các thành phần khác nữa. Khi sử dụng như vậy thì nó sẽ làm tăng cường các cái sức bền thành mạch, tăng cường cái độ đàn hồi, tăng cường cái trương lực, giúp giảm cái tinh thấm thành mạch, nên chính vì vậy mà sẽ giúp cho các cái tĩnh mạch nó sẽ được co nhỏ lại hơn, và giúp cho cái lưu thông máu tốt hơn, tránh những tình trạng như là phù nề ứ trệ ở trên những bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch. Chỉ có những ai từng bị suy giãn tĩnh mạch mới hiểu hết được niềm vui sướng không gì sánh bằng của chú Hiệp khi không còn bị căn bệnh này hành hạ đêm ngày nữa. Khách tới là chú lại nhanh chân dắt xe, hỏi han khách dùng gì, rồi phụ vợ những việc lớn nhỏ trong quán phở của gia đình. Chia sẻ về sự thay đổi của mình, chú Hiệp hào hứng nói: "Chú uống, chú thấy cái chân chú hết đau. Hai cái bắp chuối chân của chú á, là chú để về lắc được, bỏng nó cứng ngắc à, là chú thấy chú đã thành công. Hai cái chân của chú á, là xẹp xuống, nó không có sưng gì hết, mà ở dưới nó hết đau luôn, mà chú hết chuột rút luôn. Chú siêu âm ở bệnh viện Thống Nhất đó, chú đưa giấy tờ cũ siêu âm, chú cái ông siêu âm đó, trời ơi, tĩnh mạch sâu của chú á, so với lúc trước á, là bây giờ chú còn chút xíu à, ít lắm, còn cái tĩnh mạch nông của chú á, là đỡ, gân chú nó chìm, còn cái động mạch của chú thì rất là tốt. Bây giờ chú chạy, chú nhảy, chú đi, chú không nghe đau. Chú thì sở thích là đi câu, mà chú bỏ chiếc xe ở đó là chú đi hơn 1 cây số, còn cầm xe chạy là 4-5 cây số, đi về là cả 100 cây. Bình thường huyết khối đã tan hết rồi, chú đã uống là đã tan hết rồi." Sau một thời gian gặp lại cô Bình, chúng tôi rất ngạc nhiên với sự thay đổi của cô. Gương mặt luôn tươi vui, chân tay nhanh nhẹn, không còn đau nhức, hàng ngày nấu cho chồng con những bữa cơm ngon lành, tự tin diện những bộ váy mình thích. Nói về giải pháp mình đã sử dụng, cô nở nụ cười rạng rỡ: "Sức khỏe của tôi tốt như thế này là nhờ sử dụng giải pháp từ thảo dược thiên nhiên với thành phần như hạt rẻ ngựa, hoa hòe, lý chua đen, hạt nho, vỏ thông. Uống đều đặn là bệnh của tôi thuyên giảm rõ ràng luôn. Tất cả các triệu chứng nặng mỏi, đau nhức, tê bì cải thiện hẳn. Tôi đã đi lại bình thường, tĩnh mạch co bé hơn, nên tôi đã tự tin diện những bộ váy yêu thích rồi." Với sự kết hợp của những thảo dược như hạt rẻ ngựa, rutin, diosmin, hesperidin, hạt nho, vỏ thông, lý chua đen, bạch quả, chuối đậu,
Bodyven giúp giảm đau, nặng chân, tê bì, nhức mỏi, chuột rút, sưng phù chân do suy giãn tĩnh mạch, giảm đau rát, ngứa ngáy, chảy máu, sa bú trĩ, hỗ trợ điều trị bệnh trĩ và suy giãn tĩnh mạch. Bodyven được sản xuất bởi công ty dược phẩm J&E International của Mỹ, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới về WHO. Bonivan, sản phẩm của Mỹ. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và đến đây chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cơ thể bạn nói gì. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.